Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, cách Ninh Bình khoảng 150 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm, vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 m, biển động. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 tới 4 m. Khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó thì bão In-Fa hoạt động trên vùng biển tiếp giáp với khu vực Bắc Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu giảm cường độ. Hồi 3 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, chỉ còn cách đất liền Trung Quốc khoảng 370 km về hướng Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở khoảng 130 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới thì bão In-Fa sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào Chiết Giang, Trung Quốc. Ngoài ra thì hiện nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện cơn bão thứ 3 hoạt động trong tuần này với tên quốc tế là Nanopatak. Hiện vị trí mới nhất của bão ở vào khoảng 25,9 độ Vĩ Bắc, 148,5 độ Kinh Đông. Bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Nhật Bản trong tuần sau. Việc xuất hiện cùng lúc 3 cơn bão khi mới chỉ vào đầu mùa bão cho thấy thì mùa bão năm nay có thể sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Trở lại với thời tiết trên đất liền, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống vịnh Bắc Bộ. Trong ngày hôm qua, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Dự báo trong ngày hôm nay thì khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục sẽ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm. Riêng tại khu vực Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên có mưa to đến rất to từ 80 cho tới 120 mm. Đối với Trung Bộ, dự báo từ nay tới ngày mai 25 tháng 7, tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng có mưa rất to từ 150 tới 300 mm, có nơi trên 300 mm một đợt. Khu vực từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to từ 50 cho tới 150 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên mức nhiệt ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung cơ bản là mát mẻ. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố thuộc Bắc Bộ và khu vực miền Trung từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngưỡng nhiệt dao động là từ 29 cho tới 32 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 tới 33 độ. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày mưa vừa mưa to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 30 mm. Tại khu vực Kon Tum, Gia Lai hay là các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai có mưa to, lượng mưa từ 40 tới 60 mm, cần phải đề phòng nguy cơ ngập úng. Tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, 24 tháng 7 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa to đến rất to và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, riêng Hòa Bình là từ 23 tới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất đồng bằng là từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Vùng núi Trung Du là từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rất to, phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26 tới 29 độ, phía Nam là từ 30 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.